Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Chào mừng toàn thể cô chú anh chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định Vinhome. Và video đây tiếp theo, những video trước thì Thiên Định đã giới thiệu cho cô chú anh chị chúng ta rất nhiều cái thông tin, những cái thông tin về tiến độ như về cảnh quan tiện ích của khu Hải Âu. Thì hôm nay đây Thiên Định xin phép được giới thiệu cho toàn thể cô chú anh chị chúng ta những cái căn biệt thự đơn lập view hồ đắt nhất tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Vâng. Và vì sao nó lại đắt? Thì sau đây Thiên Định xin phép được quay và giới thiệu cho toàn thể cô chú anh chị chúng ta những căn biệt thự đắt nhất tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm nha cô chị nha. Đây. Hiện tại Thiên Định chia sẻ với toàn thể cô chú anh chị luôn. Thiên Định đang đứng trên trung tâm của khu Ngọc Trai Đảo Bé, hướng view ra biển hồ 24,5 ha, và đang có một cái khoảng không gian rộng và thênh thang rất là đẹp luôn của chương trình ạ. Và đây những cái căn biệt thự đắt nhất tại dự án Vinhome Ocean Park đang có mặt ở trước mắt của chương trình đây. Đó chính là những cái căn biệt thự Ngọc Trai 01. Những cái căn biệt thự Ngọc Trai 01 nó đắt vì sao ạ? Vì sao nó lại đắt ạ? Thứ nhất là về diện tích của nó là những cái căn đơn lập rất là lớn, những căn 306 m. Như cái căn đầu góc như như căn này, hai căn đầu góc là hai căn có diện tích to nhất, là căn bên kia nó rơi tổng cộng 330 m, căn bên này 345 m. Đấy, thì giá của nó hai căn đầu góc view trực diện ra hồ 24,5 m đang có giá là 60 tỷ nha cô chú chị. 60 tỷ một căn. Đấy. Còn những căn bên trong đây là những căn 306 m thôi. Những căn biệt thự đơn lập view trực diện mặt hồ 306 m và đang có giá là 55 tỷ một căn nha cô chú chị nhá. Đây. Cô chú anh chị chúng ta có thể thấy được là những căn biệt thự này nó có giá trị vì sao? Thứ nhất là nó view trực diện mặt hồ hướng đông nam. Vị trí cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cô chú anh chị biết rồi, những cái vị trí mà view hồ ấy nó đắt vì sao? Đắt vì cái hồ của chú anh chị ạ. Đắt vì cái vị trí nó view hồ trung tâm. Cái hồ 24,5 ha này có diện tích là 24,5 ha, nó rộng gấp đôi hồ Hoàn Kiếm đúng không ạ? Nó rộng gấp đôi hồ Hoàn Kiếm. Ngoài ra nó còn có bãi biển, bãi cát trắng, có dạng dừa xanh và những cái tiện ích bao quanh nó rất là đặc biệt. Chính vì vậy mà tại sao mà những căn biệt thự tại đây, những căn view trực diện hồ nó có giá trị cực kỳ cao. Đấy. Và Thiên Định chia sẻ luôn là cái số lượng có nó rất là ít. Thiên Định chia sẻ luôn tổng cả nó có rơi tầm khoảng 18 căn nha cô chị nhá. 18 căn đơn lập đông nam view được mặt hồ 24,5 ha tại đảo Ngọc Trai, view trực diện mặt hồ nha cô chú chị nhá. Đây. Trước mặt cô chú anh chị chúng ta đây là một căn nha cô chị nhá. Trước đây là một căn, đây. Cô chú anh chị chúng ta có thể nhìn thấy được. Xây 3 tầng một tum. Mặt trước của nó là đông nam, view trực diện ra hồ 24,5 ha. Và đang có giá là những cái căn thông thường tiêu chuẩn của nó là 306 mét và giá đang bán với cái giá là 55 tỷ một căn. Vị trí rất là đẹp luôn. Nếu cô chú anh chị chúng ta sở hữu được một trong 18 căn tại mặt hồ tại đảo Ngọc Trai thì đó là một cái điều gọi là nó vô cùng tuyệt vời và vô cùng đẳng cấp. Số lượng của nó không phải là nhiều, nó chỉ có một trong 18 căn thôi mà. Đấy, cô chú chị thấy không ạ? Đây, đây chính là biển hồ 24,5 ha mà Thiên Định sẽ đi sát vào để quay được cô chú chị. Rất là mát luôn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020 nha quý vị nha. Việt Nam mình hôm nay là đã có dấu mốc là có hai người chết vì dịch Covid-19 rồi và đang có 546 ca nhiễm và đã có hai người tử vong rồi. Mặt hồ rất là thoáng luôn. Chính chị chúng ta có thể thấy được bên kia chính là khu san hô. Đấy, bên xa xa bên kia chính là khu san hô của chị nhá.
bên kia tiếp là khu Hải Âu, nhà ăn Hải Âu 01 view hồ. Giá trị của những cái căn Hải Âu 01 nó rẻ hơn so với những cái căn đơn lập tại Đảo Ngọc Trai nha cô chị nha. Hải Âu 01 còn kinh doanh được nhưng mà Đảo Ngọc Trai nó là đảo kín, nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Bên kia chính là trường đại học VinUni. Đây bây giờ Thiên Định sẽ ra quay cái khu vực bên này để có những chị chúng ta. Nó có hai dãy. Dãy từ Hải Âu 202, Hải Âu 102 đến Hải Âu 0118 và tiếp theo là Hải Âu từ 0120 đến Hải Âu 0136. Đây. Cái dãy từ bên này là từ Hải Âu 0102 này. À Ngọc quên mất, Ngọc Trai 0102. Đấy, Thiên Định hay nhầm Ngọc Ngọc Trai với Hải Âu. Đấy, dãy bên này là Ngọc Trai 0102 đến Ngọc Trai 0118, là đến căn góc này là Ngọc Trai 0118 này. Còn lại bắt đầu sang bên đây là Ngọc Trai 0120, kéo ra đến tận nút nút đằng cuối kia chính là Ngọc Trai 0136. Đấy. Rất là đẹp luôn cô chị ạ. Rất là đẹp. Những căn hạ Ngọc Trai 01 view trực diện hồ. Vâng, hôm nay Thiên Định giới thiệu cho cô chú anh chị chúng ta tới đây thôi. Rất mong cô chú anh chị chúng ta có những cái đóng góp ý kiến hoặc là quan tâm tới những cái căn siêu VIP tại đảo Ngọc Trai thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua Zalo hoặc Viber, SMS hoặc gọi trực tiếp số điện thoại 0907 459 550. Vâng, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị nha. Thiên Định xin chào ạ.